Nha CEO, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo của chương trình EPS Topic. Bài học tiếp theo hôm nay, chúng ta bước sang bài số 8. Chủ đề bài học, các bạn sẽ cùng tìm hiểu về các hoạt động trong ngày cũng như là cách nói về thời gian trong tiếng Hàn. Vậy để phục vụ cho các bài học của mình, thì trước tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn phát âm các từ vựng liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chú ý theo dõi. 일어나다 thức dậy. 일어나다 씻다 rửa mặt. 씻다 아침을 먹다 ăn sáng. 아침을 먹다 회사에 가다 đi đến công ty. 회사에 가다 일하다 làm việc. Các bạn chú ý từ này, về quy tắc bình thường chúng ta sẽ đọc là il-hata. Tuy nhiên trong tiếng Hàn, nếu như chữ il mà có chữ r dưới mà gặp chữ h ở trên, nhiều khi người Hàn sẽ đọc rất là nhanh, chữ h sẽ trở thành âm câm. Vì vậy các bạn có thể đọc cách thứ hai, đó là irata, irata. Dạ. Tiếp theo, suy tả, nghỉ ngơi, suy tả. Chòm xìm ơi, mọc tả, ăn trưa. Chòm xìm ơi, mọc tả. Chỉ bê ô tả, về nhà. Chỉ bê ô tả. Chàng ưl bô tả, xem chợ, đi xem chợ, đi chợ. Chàng ưl bô tả. Dù đi ha tả, nấu ăn. Dù đi ha tả. Cho nhiều cơl mọc tả, ăn tối. Cho nhiều cơl mọc tả. 커피를 마시다 uống cà phê. 커피를 마시다 운동하다 tập thể dục. 운동하다 텔레비전을 보다 xem TV. 텔레비전을 보다 tròn hoa ha tả gọi điện. Tròn hoa ha tả cha tả ngủ. Cha tả được chưa ạ? Các bạn chú ý ở trong phần từ vựng trên bảng, chúng ta thấy có một điểm chung là tất cả các từ trên bảng đều có chữ tà ở cuối. Ở trong tiếng Hàn thường những từ nào có chữ tà ở cuối, từ đó chính là một tính từ hoặc là một động từ. Tuy nhiên việc học từ vựng không liên quan đến việc khi mình nói như thế nào. Bởi vì trong tiếng Hàn, các từ người ta không dùng ở dạng nguyên thể, tức là các bạn sẽ phải chia động từ. Phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần ngữ pháp. Một điều nữa, đó là ví dụ có một số từ sau, các bạn chú ý. Ví dụ từ ăn tối, các bạn thấy xuất hiện từ gì ạ? Ul. Từ uống cà phê, các bạn thấy nó xuất hiện từ gì ạ? Rul. Hay ví dụ từ xem TV, lại ul. Vậy những từ này là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần ngữ pháp. Phần này các bạn chú ý về nhớ học thuộc từ vựng để chúng ta có thể áp dụng được phần bài học. Được chưa ạ? Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn các từ liên quan đến thời gian. Các bạn chú ý cách phát âm. Chỉ cơm. Bây giờ. Chỉ cơm. Ô nửi. Hôm nay. Ô nửi. Các bạn chú ý, thường thường khi hai từ, hai chữ trong tiếng Hàn ghép với nhau, người Hàn thường đọc theo quy tắc là từ đầu tiên thường hay đọc số huyền và từ sau đọc số ngang. Các bạn đừng đọc sai quy tắc đấy thì nghe nó rất là buồn cười. Ví dụ như là từ hôm nay chúng ta sẽ đọc là ồ nơ, chứ chúng ta không đọc là ô nơ. Các bạn chú ý như thế. Ồ chê, hôm qua. Ồ chê. Nè il, ngày mai. Nè il. Ô chọn,
Sáng. Ô chọn. Ô hù. Buổi chiều. Ô hù. Nạn. Ban ngày. Nạn. Các bạn chú ý chữ chờ dưới theo quy tắc về bất quy tắc phát chim là chờ dưới chúng ta sẽ đọc một tờ. Nạn. Phạm. Ban đêm. Phạm. Xe biểu. Xe biểu. Sáng sớm. Rạng sáng. À chỉnh. Sáng. À chỉnh. Chòm chỉnh. Buổi trưa. Chòm chỉnh. Cho nhiều. Tối. Cho nhiều. Ở đây chúng ta chú ý là chúng ta có hai từ buổi sáng đúng không ạ? Đó là từ ố tròn và từ á chim. Nó khác nhau như thế nào? À, về nghĩa thì thực ra hai từ này không khác nhau. Nhưng các bạn chú ý, từ á chim nghĩa của nó hẹp hơn. Tức là khi mình dùng từ á chim thì trước là chúng ta chỉ ám chỉ là 7, 6, 7, 8 giờ sáng thôi. Nhưng khi dùng ố tròn, tức là như nào? Nó tương đương với AM trong tiếng Anh. Tức là ví dụ như đến 11 giờ trưa hay đến 11 rưỡi sau cứ trước 12 giờ chúng ta có thể gọi là ô tròn. Dạ. Còn ô hù, ở đây các bạn chú ý từ ô hù này nghĩa cũng rất là rộng. Ô hù nhiều khi có thể thay thế nghĩa của từ tối. Tức là từ ô hù cứ sau 12 giờ trưa cho đến trước 12 giờ đêm chúng ta đều có thể gọi là ô hù. Được chưa? Vậy các bạn chú ý nhớ về phần học từ vựng của bài học hôm nay để chúng ta có thể phục vụ cho phần tiếp theo là phần ngữ pháp. Phần tiếp theo, các bạn chúng ta cùng tìm hiểu phần ngữ pháp của bài học số 8. Vậy bài số 8 có những kiến thức cơ bản nào? Các bạn chú ý theo dõi. Trước tiên là về kỹ năng. Sau khi học xong bài này, các bạn phải biết cách nói các hoạt động trong ngày. Ví dụ như là mình làm gì. Và các bạn phải biết cách hỏi và nói về giờ. Làm gì và thời gian nào. Đấy là nội dung chính của bài số 8. Các phần từ vựng thì cô vừa nói lúc đầu giờ đã giới thiệu cho chúng ta các từ vựng liên quan đến hoạt động trong ngày cũng như là các từ vựng liên quan đến giờ thì thời gian thì các bạn chú ý nhớ về học từ. Và ngữ pháp của bài học hôm nay thì có ngữ pháp chính đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về ayo, oyo, heyo và ul, rul. Phần ngữ pháp này như thế nào thì các bạn sẽ cùng cô đi vào chi tiết từng phần một. Chúng ta cùng vào bài học. Phần đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng của đuôi kết thúc câu ayo, oyo và heyo. Như cô đã nói từ đầu thì trong tiếng Hàn, các tính từ động từ thì thường sẽ không để ở dạng nguyên thể mà khi giao tiếp hoặc khi viết, các bạn bắt buộc phải chia động từ giống như trong tiếng Anh. Đó. Tiếng Hàn có rất nhiều đuôi câu nhưng ở bài học số 8, chúng ta sẽ được giới thiệu đuôi câu đầu tiên đó là đuôi kết thúc câu thân mật. Tức là đuôi câu này có thể sử dụng với anh chị em bạn bè hoặc ví dụ như ở công ty khi mà mình gặp giám đốc nhiều lần rồi hoặc gặp đồng nghiệp nhiều lần rồi các bạn cũng có thể sử dụng đuôi câu này. Nói cách khác rằng đây là đuôi câu mà người Hàn sử dụng nhiều nhất. Chính vì vậy các bạn chú ý cách sử dụng của đuôi câu này như sau. Đuôi câu này sẽ chia vào 3 phần. Thứ nhất, nếu như các bạn để ý gốc tính từ động từ của nó có chứa nguyên âm a hoặc ô thì các bạn sẽ dùng ayo. Nếu gốc tính từ động từ chứa các nguyên âm không phải ao, ví dụ có thể là i, e, u, ư gì đó nhưng không phải ao thì chúng ta sẽ xét cộng với oyo. Và trường hợp số 3, nếu gốc động từ có chứa hata ở cuối, trường hợp này các bạn không cần để ý nguyên âm, các bạn chỉ cần thấy hata thì chúng ta sẽ bỏ hata đi và cộng với heyo. Đó là ba quy tắc cơ bản của đuôi câu ayo, oyo và heyo. Các bạn hãy áp dụng cái này và chúng ta thử chia cùng cô một số các động từ sau. Trên bảng là một số các tính từ động từ thường sử dụng, chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây tất cả đang ở dạng nguyên thể. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng áp dụng quy tắc cô vừa nói và ta chia các từ này. Thứ nhất, kata. Việc đầu tiên khi chia động từ là các bạn chú ý là ta phải bỏ từ tà đi. Luôn luôn bỏ tà và mới bắt đầu chia. Cô ví dụ cô chia từ đầu tiên. Khi mình bỏ tà đi thì chúng ta chỉ còn chữ ka thôi. Thì các bạn chú ý chữ ka là chứa nguyên âm gì ạ? Nó chứa nguyên âm a. Vậy là nó rơi vào trường hợp số 1.
Các bạn sẽ cộng với AU. K AU. Về lý thuyết sẽ là như vậy. Nhưng khi các bạn đọc nhanh từ này thì chúng ta sẽ còn chỉ còn gì thôi ạ? KAU. 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 Đúng không ạ? Thế là khi nói hoặc viết, người Hàn cũng hay viết tắt. Chính vì vậy, thay vì nói KAU, các bạn có thể rút gọn. Chúng ta chỉ còn gì thôi ạ? KAU. KATA. Chúng ta sẽ chuyển thành KAU. Được chưa? Tiếp theo, OTA. Trước khi chia, các bạn bỏ tà đi, chúng ta chỉ còn nguyên âm O. Vậy cái từ này có kết thúc bằng O, chúng ta lại rơi vào trường hợp số 1. Các bạn sẽ cộng với A dụ, và chúng ta được nguyên âm là kết hợp lại là OA. Trong tiếng Hàn, OA có thể kết hợp thành WA dụ. Được chưa? Thì các bạn chú ý, từ đến khi chia sang tấn mật, chúng ta sẽ chia là WA dụ. Được chưa? Từ tiếp theo cô có mán na tà. Mán na tà là gặp gỡ. Vậy khi chia sang đôi vô nó sẽ bị biến đổi như thế nào ạ? Việc đầu tiên các bạn vẫn phải bỏ gì đi ạ? Bỏ đôi tà đi. Và chúng ta cùng để ý xem nó chứa nguyên âm gì. Ở đây các bạn đừng để ý chữ man, mà chúng ta nhìn vào chữ na. Vì chữ na mới là gốc. Thì chữ na chứa nguyên âm gì? A. Vậy theo quy tắc các bạn cũng sẽ cộng với A dụ. Và giúp gọn thành mán na dụ. Mắn na tà, mắn na dụ. Dạ. Tiếp theo cô có từ bô tà. Các bạn lại bỏ tà đi. Chúng ta có từ bô. Chữ bô của chúng ta kết thúc bằng nguyên âm O. Vậy là nó cũng sẽ rơi vào trường hợp đầu tiên. Các bạn sẽ cộng với a dụ. Chúng ta được từ bô a dụ. Bô tà, bô a dụ. Cuối cùng cô có từ tính từ là chặt tà, là nhỏ. Vậy từ này chia thế nào ạ? Ở đây các bạn chú ý, khi bỏ tà đi nó kết thúc bằng A, tức là cũng rơi vào trường hợp số 1. Vậy các bạn sẽ cộng với A dụ. Chúng ta được từ Chà ca dụ. Trong trường hợp này các bạn chú ý đừng bỏ nguyên âm A đi giống như trường hợp trên. Chỉ khi nào hai nguyên âm cạnh nhau thì chúng ta mới được phép được bỏ. Còn khi dưới nó có bắt chi thì các bạn phải giữ nguyên Chà ca dụ. Dạ. Sang trường hợp số 2, đây là nhóm các từ không phải là AO thì các bạn sẽ cộng với OYO. Cô ví dụ mọc tà. Từ này trước khi chia bỏ tà đi, chữ mọc chứa nguyên âm gì ạ? Nguyên âm O, tức là không phải AO. Vậy các bạn sẽ cộng với OYO. Chúng ta được từ mọc OYO. Mọc OYO. Từ số 2 là suy tà nghỉ ngơi. Tương tự như vậy, nó chứa nguyên âm UY, tức là không phải AO. Các bạn sẽ cộng với OYO. Chúng ta được từ suy OYO. UY và O ở đây không kết hợp được, bởi vì trong phần nguyên âm ghép của chúng ta không có từ nào như thế, nên các bạn sẽ để nguyên là suy OYO. Từ tiếp theo, ma si tà. Từ này các bạn chú ý, chúng ta để chữ ma hay chữ si ạ? Tất nhiên là chữ si, vì từ si là từ gốc. Chữ si chứa nguyên âm gì ạ? Y. Vậy thì các bạn sẽ cộng với OYO. Ta được là ma chi o yo. Tuy nhiên từ này các bạn chú ý, trong tiếng Hàn khi y và o đi với nhau, người Hàn hay kết hợp luôn thành chữ này, chữ yo. Vì vậy từ uống chúng ta sẽ viết thành và đọc thành ma chi o yo. Ma chi ta, ma chi o yo. Ít ta chứa nguyên âm y, tức là cũng không phải a o, cho nên các bạn sẽ thêm đằng sau là OYO và chúng ta đọc nối lên thành ISOYO. ISOYO. OTA. Từ này cũng chứa nguyên âm O. Vì vậy các bạn sẽ cộng với OYO. Và chúng ta sẽ được từ là OPSOYO. Được chưa? Nhóm thứ 3. Nhóm thứ 3 đó là nhóm HATA. Đây là nhóm dễ nhất. Ở phần này, riêng nhóm này các bạn chú ý, các bạn không cần phải để ý nguyên âm. Cứ thấy ha tà thì chúng ta sẽ bỏ ha tà đi và các bạn sẽ cộng với hề dụ. Ví dụ, cô có từ ha tà, có nghĩa là làm. Làm gì? Thì ở đây các bạn sẽ chuyển cho cô luôn thành gì nhỉ? Hề dụ. Từ số 2, cung bu ha tà, học. Cung bu hề dụ.
Từ số 3, il hata, làm việc. Vậy các bạn sẽ chia thành il hiểu. Hay cô có từ thích, chua hata. Ở đây có hata, vậy các bạn sẽ chuyển thành chua hiểu. Về cách chia thì hata sẽ chuyển thành heyo. Còn về cách đọc thì các bạn chú ý như thế này. Trong tiếng Hàn, khi chữ hờ làm phát chim, gặp chữ xong là nguyên âm, nó sẽ không bao giờ đọc. Cho nên chúng ta sẽ không đọc là chốt hay là chồ ha, mà các bạn sẽ đọc là chồ a hiểu. Tức là mình viết như vậy, nhưng chúng ta sẽ đọc là như thế này. Chưa ạ? Chồ a hiểu. Các bạn chú ý cái phát âm của từ này. Cuối cùng, sa đăng ha tả. Sa đăng ha tả là yêu. Thế nhưng mà thường thì mình thấy là người Hàn không có nói sa đăng ha tả, đúng không ạ? Bởi vì họ nói sa đăng hiểu, tức là họ sử dụng đôi câu thân mật, thân thiết. Chúng ta sẽ chia thành sa đăng hiểu. Được chưa? Đây là đôi câu rất là quan trọng, cho nên các bạn về chú ý là phải các cái từ vựng ở trong phần trong sinh hoạt hàng ngày, các bạn hãy lấy các từ đó ra và chúng ta thử tập chia theo quy tắc cô vừa nói, làm sao để thành phản xạ. Ví dụ như khi cô nói ca tả thì chúng ta sẽ phải nói ngay thành hà yô, hoặc cô nói ô tả chúng ta phải nói ngay được thành hòa yô, là thành phản xạ để chúng ta chia được cuối đôi câu này cho nó thật tốt. Được chưa? Các bạn đã biết cách chia của đôi kết thúc câu a yô và o yô và he yô. Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của trợ từ ư và rư. Đây là hai trợ từ đã xuất hiện trong phần từ vựng. À, vậy ư và rư là gì? Chúng ta chú ý, nó là trợ từ đứng sau một danh từ để chỉ ra danh từ đó, chính là tân ngữ của câu. Cô ví dụ trong tiếng Việt, ta có một câu là tôi ăn cơm. Ví dụ trong câu này thì đâu là chủ thể? Tôi là chủ thể. Ăn là động từ và cơm là một danh từ làm tân ngữ bổ nghĩa cho cái từ ăn. Thế thì trong tiếng Hàn, từ cơm này cũng được coi là tân ngữ như vậy. Tuy nhiên, nó khác ở chỗ là trong tiếng Việt các bạn chỉ cần học thuộc từ và ghép lại là chúng ta có thể nói được câu tôi ăn cơm. Nhưng trong tiếng Hàn thì như cô đã nói, nó rất hay xuất hiện trợ từ. Ví dụ như chúng ta đã học cái trợ từ chủ ngữ, đó là trợ từ chủ ngữ gì ạ? Ưn nưn và ika đứng sau chủ thể, ví dụ đứng sau từ tôi để chỉ ra đây chính là chủ ngữ của câu. Vậy thì ưn nưn là gì ạ? Nó lại sẽ là đứng sau từ cơm để chỉ ra cái từ cơm này chính là tân ngữ của câu. Thường những trợ từ này không có nghĩa, thế nhưng nó vẫn xuất hiện trong câu để thể hiện cái ngữ pháp của nó trong câu đó. Và ta chú ý là ươn rưn là có ý nghĩa là như thế vậy nhá. Đó. Và trong tiếng Hàn thì có một điều đặc biệt, đó là động từ luôn đứng cuối. Cho nên thay vì nói tôi ăn cơm, các bạn sẽ bị nói ngược thành tôi cơm ăn. Đó. Tức là tiếng Việt tân ngữ đứng sau động từ, nhưng tiếng Hàn tân ngữ lại đứng trước động từ. À, vậy thì trước khi đi vào tập nói cái câu này thì các bạn phải hiểu rõ. Trước tiên là các bạn đã biết cách hiểu rõ cái chủ thể rồi, đúng không ạ? Các bạn biết cách chia động từ rồi. Thì phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của trợ từ ưn trưng là trợ từ thân ngữ. Các bạn chú ý vào bài học. Cách dùng của nó là nếu như gốc danh từ có bát chim và không có bát chim là dùng khác nhau. Nếu gốc danh từ có bát chim thì các bạn sẽ dùng ưi. Còn nếu gốc danh từ không có bát chim, các bạn chú ý chúng ta sẽ dùng rư. Ví dụ cô có từ chinh cu, từ này có nghĩa là bạn. Ví dụ chinh cu là tân ngữ trong câu nào đó thì ngay khi nói từ chinh cu các bạn sẽ phải thêm trợ từ gì ạ? Từ chinh cu của chúng ta, chữ cu là không có bắt chim thì các bạn sẽ thêm rưn vào chinh cu rồi. Dạ. Cô có từ pap, pap là cơm. Vậy thì muốn nói từ cơm, ngay sau đó các bạn phải thêm trợ từ vào, đó là trợ từ ul, và chúng ta đọc thành papul. Một ví dụ khác, cô có từ sa quả, từ này có nghĩa là táo. Ví dụ mẹ mua táo thì cái từ táo này các bạn phải thêm trợ từ vào và nó không có bát chim, cho nên các bạn dùng sa qua rồi. Hay ví dụ cô có từ hăn gu gọ. Hăn gu gọ là tiếng Hàn. Ví dụ các bạn muốn nói câu tôi học tiếng Hàn
Thì từ tiếng Hàn các bạn phải thêm cho cô trợ từ gì vào ạ? Rồi, chúng ta có Hangu có rồi, được chưa ạ? Trong phần từ mới, các bạn chú ý chúng ta còn nhớ từ uống cà phê, đúng không ạ? Uống cà phê, thì trong câu đó từ cà phê là tân ngữ trong câu. Vì vậy, khi nói từ cà phê, các bạn phải thêm từ gì vào ạ? Trần, copy mà si tả. Các bạn nhớ cách chia không ạ? Chúng ta có copy mà soi được chưa? Hay ví dụ trong phần từ mới của chúng ta có từ xem tivi. Từ tivi là tele pi chọn. Trong câu này từ tivi chính là tân ngữ, thì các bạn thấy người ta cho thêm từ gì đằng sau ạ? Ui, tele mô tả, các bạn chia thành vài rồi được chưa? Các bạn thêm một ví dụ nữa, đó là từ thứ ba check cửa. Chúng ta chú ý check là sách, ở đây từ check là có phát chim, thì chúng ta sẽ thêm ưng lần sau, các bạn có che cửa được chưa? Hay copy như cô vừa nói thì chúng ta sẽ dùng thành copy được chưa? Phần tiếp theo của bài học, trong phần ngữ pháp có xuất hiện một trợ từ đó là ê. Cô giải thích cho các bạn, từ ê này nghĩa tiếng Việt chính là vào, vào lúc. Các bạn đã được làm quen với trợ từ chủ ngữ ưn nưn y cả. Các bạn cũng đã được làm quen với trợ từ tân ngữ ư rử. Và hôm nay chúng ta tiếp tục được làm quen với trợ từ nữa, đó là trợ từ thời gian ê. Các trợ từ kia thì đều đứng sau các danh từ mà nó bổ nghĩa, thì tương tự như vậy ê cũng thế, nó sẽ đứng sau thời gian để chỉ tại thời điểm đó có sự kiện hay hành động nào đó xảy ra. Tức là trong tiếng Hàn, bất kể các bạn nói một từ thời gian nào thì ngay lập tức các bạn phải thêm từ ê sau cái từ thời gian đó. Ví dụ thứ trong tuần là thời gian, khi nói thứ các bạn phải thêm ê. Ngày tháng năm cũng là thời gian, các bạn cũng sẽ phải thêm ê. Hoặc sáng trưa chiều tối cũng là thời gian, thì sau khi nói thời gian đó các bạn cũng phải thêm ê. Ở đây các bạn chú ý là có một số trường hợp ngoại lệ. Tức là ngoài những từ cô vừa cho thì những từ này là không dùng ê. Ví dụ cứ chờ kể, hôm kia, ồ chê, hôm qua, ồ nữ, hôm nay, nè yên, ngày mai, mù rê, ngày kia, ồn dê, khi nào, chì cưng, bây giờ. Những từ này không cần thêm ê, bởi vì khi mình thêm vào thì nó rất là thừa. Ví dụ như khi mình nói, không ai nói là vào lúc hôm nay tôi học tiếng Hàn, hoặc là vào lúc bây giờ tôi gặp bạn. Thế thì khi trong tiếng Việt mình thêm vào, mình thấy nó không hợp lý, thì tiếng Hàn mình cũng sẽ không thêm. Các bạn nhớ cho cô, những từ này thường người Hàn Quốc khi nói không thêm ê. Trừ các từ này ra thì tất cả các từ thời gian khác các bạn nhớ thêm chữ từ ê vào. Cô lấy ví dụ Toyoil, từ này có nghĩa là thứ bảy. Vậy khi mình nói vào thứ bảy thì các bạn sẽ thêm chữ e đằng sau, chúng ta được Toyoil đây. Và ví dụ thứ bảy mình làm gì đó thì chúng ta sẽ nói cái hành động ở đằng sau. Đó. Các bạn chú ý là ví dụ như trong tiếng Việt, khi nói một câu, ví dụ tôi thức dậy vào lúc 7 giờ chẳng hạn, thì thời gian thường đứng cuối câu. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì luôn luôn thời gian đứng đầu câu, tức là ta sẽ nói thời gian đầu tiên. Hoặc nếu như câu đó có chủ thể thì thời gian sẽ đứng sau chủ thể. Các bạn chú ý cái phần ngữ pháp này. Ví dụ 2, ohu, từ này có nghĩa là buổi chiều. Vào buổi chiều chúng ta nói ohu-e. Hoặc ví dụ chu-mal, cuối tuần. Vào cuối tuần làm gì đó chúng ta nói chu-ma-de. Hoặc ví dụ như mình có một số từ thời gian khác nữa, như là vào lúc 7 giờ, vào lúc 8 giờ mình làm gì, thì các bạn nhớ là thêm y vào đằng sau nhé. Đó. Phần tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nói và hỏi về giờ trong tiếng Hàn. Về quy tắc nói giờ trong tiếng Hàn, muốn nói được giờ thì các bạn sẽ phải học về số, đúng không ạ? Vậy thì trước tiên các bạn tìm hiểu cho cô xem mẫu câu. Khi muốn hỏi thời gian, thường người Việt Nam sẽ hỏi bây giờ là mấy giờ? Vậy tiếng Hàn nói như thế nào? Các bạn chú ý mẫu câu trên bảng. Chúng ta có 지금 몇 시예요? Cô giải thích.
Chỉ cơm. Có nghĩa là bây giờ. Gì vậy? Là đôi câu các bạn đã học ở bài số 7. Các bạn nhớ yeyo là gì không ạ? Yeyo có nghĩa là. She chính là giờ. Từ này các bạn chú ý cách đọc là miot đúng không ạ? Miot nhưng đọc lướt qua miot. Miot là mấy? Vậy câu này có nghĩa hiểu là bây giờ là mấy giờ? Chỉ cơm. Mẹ xì ấy. Chỉ cơm. Mẹ xì ấy. Các bạn chú ý nhé. Nếu như các bạn muốn hỏi trong trường hợp trang trọng thì ngoài dùng đuôi yeyo, ở đây các bạn có thể thay bằng đuôi im nỉ cả cũng được, được chưa ạ? Chỉ cơm. Mẹ xì im nỉ cả. Chỉ cơm. Mẹ xì ấy. Các bạn chú ý câu hỏi này để chúng ta có thể biết cách hỏi về giờ. Thế còn cách trả lời thì sao ạ? Thông thường cách trả lời về giờ chúng ta sẽ sử dụng số thuần hàm ghép với si. Si là giờ. Sau đó lấy số hán hàm ghép với bun. Bun ở đây chính là phút. Vậy thì bây giờ muốn nói được giờ và phút thì các bạn phải làm quen với hai bộ số trong tiếng Hàn, đó là số thuần hàm và số hán hàm. Ví dụ như ở trong tiếng Việt mình cũng có hai bộ số, một là 1 2 3 4, hai là nhất nhị tam tứ. Tuy nhiên cái bộ nhất nhị tam tứ là của Trung Quốc, mình lại không hay dùng mà mình hay dùng 1 2 3 4. Nhưng ở Hàn Quốc cũng có hai bộ số như vậy. 1 2 3 4 tương đương với số thuần hàm và một bộ là hán hàm, thì hai bộ này người ta sử dụng song song nhau. Trường hợp này dùng cái này, trường hợp kia dùng cái kia. Cái này các bạn bắt buộc phải nhớ cái quy tắc của nó. Thì chúng ta chú ý là bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn về số trong tiếng Hàn. Để nói được về giờ, các bạn chỉ cần học thuộc 10 số trên bảng là các bạn có thể nói được về giờ rồi. Các bạn chú ý cách phát âm. Hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgok, yodol, ahok, yol, yolhana. Chú ý số 11. Như cô nói thì nhiều khi từ này người Hàn có thể đọc một cách khác nữa, đó là đọc nối chữ R lên khi mà đọc nhanh. Yorana, yoldul, được chưa? Các bạn chú ý khi nói giờ người Việt Nam mình thường dùng thang giờ nào ạ? Dùng cả thang giờ 24 giờ và 12 giờ. Thế nhưng ở Hàn Quốc thường người ta dùng thang giờ 12 giờ. Cho nên các bạn chỉ cần thuộc 12 số này là chúng ta đã có thể nói về giờ rồi. Ví dụ muốn phân biệt thì các bạn 12 giờ sáng, 12 giờ đêm thì các bạn thêm từ sáng hoặc từ đêm vào phía trước là chúng ta có thể nói được chính xác cái giờ hoặc cái phút đó, chưa? Vậy thì chúng ta áp dụng như cô vừa nói, đó là khi nói giờ thì chúng ta dùng số thuần hàm và giờ là chi đúng không ạ? Vậy khi nói giờ chúng ta sẽ nói thế nào đây? Trước khi đi vào nói giờ thì có một cái chú ý nhỏ nhỏ nữa. Bốn số đầu tiên chúng ta đọc là Hana, Tui, Chết và Nịt đúng không ạ? Khi đứng một mình thì bốn từ này sẽ đọc như vậy. Tuy nhiên có một quy tắc, đó là khi bốn từ này ghép với một danh từ bất kỳ, một danh từ bất kỳ thì quy tắc đọc sẽ bị thay đổi. Hana sẽ bị nói thành Han. Tui các bạn bỏ bắt chim. Tu Sếp các bạn cũng bỏ bắt chim. Sếp và nết các bạn cũng bỏ bắt chim. Chúng ta chỉ còn là nể. Cô ví dụ một danh từ bất kỳ. Ví dụ như là Saram là người đi. Khi cô đếm người thì thường người Hàn người ta sẽ dùng, hoặc khi đếm người người Hàn sẽ dùng số thuần Hàn. Nếu mình chỉ nói 1, 2, 3, 4, các bạn nói Hana, Tul, Sếp, Nết. Nhưng khi các bạn nói một người, hai người, ba người thì các bạn sẽ nói Han Saram, Tu Saram, Se Saram và Ne Saram. Các bạn chú ý quy tắc này. Được chưa ạ? Hoặc ví dụ như khi nói giờ. Nếu như các bạn chỉ nói một Hana, nhưng khi các bạn nói một giờ, giờ trong tiếng Hàn chính là một danh từ. Vậy nếu như ai nói Hana Si là sai, các bạn sẽ phải nói là Han Si. Được chưa ạ? Ví dụ cô có một giờ, chúng ta sẽ nói Han Si. 2 giờ, 2시, 3 giờ, 3시 và 4 giờ là
Nechi. Các bạn chú ý. Còn khi nói 5 giờ chúng ta vẫn theo quy tắc bình thường. Tashoshi. 6 giờ. Yososhi. 7 giờ. Ilkopshi. 8 giờ. Yotolshi. 9 giờ. Ahopshi. 10 giờ. Yolshi. 11 giờ. 11 giờ các bạn chú ý. Chúng ta sẽ ghép với si như thế này. Mà Hana lại đi với si đúng không ạ? Cho nên khi nói 11 giờ thì các bạn sẽ lại chuyển Hana thành Han. Vậy 11 giờ là Yoranshi. 12 giờ cũng tương tự như vậy. Khi ghép với si thì các bạn không được để nguyên thể là Yoltul. Chúng ta sẽ có Yoltushi. Được chưa ạ? Đó là quy tắc. Khi mà muốn nói về giờ, các bạn nhớ học thuộc số thôn Hàn thì chúng ta sẽ nói được giờ thôi ạ. Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn cách nói số Hán Hàn. Khi muốn nói phút thì các bạn bắt buộc phải học thuộc số Hán Hàn. Và cô giới thiệu cho các bạn đây là 10 số Hán Hàn. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, ku, ship. Được chưa? Đây là số Hán Hàn từ 1 đến 10. Nếu như các bạn đọc qua thì các bạn sẽ thấy là cái cách phát âm của nó cũng khá là giống với chữ Hán. Nhất nhị tam tứ. Ví dụ như là tam thì là sam. Đấy, hay là ngũ thì là ô. Lục thì là yuk. Bát thì là pai. Cửu là cu. Đúng không? Thì các bạn chú ý cái số này thì sẽ dễ học hơn số kia. Các bạn chú ý cách đọc. Ví dụ 10 là ship. Vậy giờ 15 thì các bạn nói thế nào ạ? 15. Các bạn sẽ ghép 10 và 5 với nhau. Vậy thì chúng ta có Shibo. Ví dụ 15 thì chúng ta sẽ gọi là Shibo. Dạ. Hay ví dụ như các bạn muốn nói 20 phút thì chúng ta nói thế nào? 20. Các bạn sẽ nói 2 bình thường, 2 là y. Và các bạn 10 ở đây tức là 10, 10 là chục tức là 10 thì các bạn sẽ ghép với 10 vào đó. Vậy 20 các bạn sẽ đọc là y shi. Dạ. 45, 45. Tiếng Việt nói như thế nào thì tiếng Hàn cũng sẽ nói tương tự như vậy. 4 là sa, 10 là 10 và 5 là ô, chúng ta có Sashibo. Sashibo, được chưa? Cô ví dụ, chúng ta có Shibun, 10 phút. Y Shibun, y là 2, Shib là 10 đúng không ạ? 10 đúng không ạ? Và Y Shibun là 20 phút. Sam Shibun, Sam Shibun, 30 phút. Thường thường khi nói 30 phút thì người Việt Nam mình hay nói tắt là rưỡi, đúng không ạ? Vậy ở Hàn Quốc cũng có cách nói như vậy. Thay vì nói 30 phút nó quá dài dòng, các bạn có thể dùng từ pan. Pan chính là rưỡi. Chưa? Vậy các bạn thử đọc giúp cô 4 cái giờ phút như thế này được không ạ? Các bạn luôn luôn nhớ rằng trước si là số thuần Hàn, trước bun là số Hán Hàn. 2 giờ 30 phút. Thu si 30분, 2시 반, 자, 9시 20분, 9시 20분, 6시 45분, 6시 45분, 11시 50분, 11시 50분. 자, vậy là các bạn đã biết cách nói về giờ và phút rồi. Các bạn nhớ là số thuần Hàn luôn luôn đi với si là giờ và số Hán Hàn luôn đi với phút là bùn. Vậy tổng kết lại bài học hôm nay chúng ta học được những gì? Các bạn chú ý cô có một cấu trúc. Cấu trúc này tạm hiểu là ai đó làm gì vào thời gian nào. Và đây cô giải thích N1 trong cấu trúc chính là chủ thể. Khi nói về chủ thể thì các bạn nhớ thêm ưn nân hoặc y ca vào sau. Phần ngữ pháp số 2 đó là N2 là cái phần tân ngữ trong câu. Thì các bạn nhớ thêm trợ từ ưn và rưng. Cái này cô đã giải thích rồi. Và cuối cùng là phần động từ. Các bạn cũng đã học cách chia rồi. Đó là chứa nguyên âm AO cộng AYO. Chứa các nguyên âm còn lại dùng OYO. Và chứa HATA cộng với HEYO. Vậy thì kết hợp lại toàn bộ phần ngữ pháp bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào một số ví dụ sau. Trên bảng cô có ví dụ này. Các bạn hãy cùng thử dịch với cô. 저는 밥을 먹어요. 저는 tôi 밥 cơm 먹 ăn
Đúng ạ. Câu này ta hiểu nghĩa là tôi ăn cơm, được chưa? Đó, các bạn thấy là ngữ pháp tiếng Việt và tiếng Hàn hoàn toàn khác nhau. Tôi ăn cơm, từ tôi ở đây các bạn nhớ là phải thêm trợ từ ơn nơn. Từ cơm thì các bạn phải thêm trợ từ tân ngữ là ơn nơn. Và động từ thì không bao giờ người ta để ở dạng nguyên thể là mộc tả, mà các bạn phải chia là mộc gọi, được chưa? Ví dụ 2. Hoa xí는 오후에 친구를 만나요. Hoa xí는 오후에 친구를 만나요. Câu này ta tạm hiểu hoa xí ở đây là chủ thể. Xí là một cái cách gọi đứng sau tên riêng người Hàn thường sử dụng để gọi một người thân thiết, ví dụ là chị Hoa hay bạn Hoa. Đó. Bạn Hoa. Ohu Ohu là từ có nghĩa là buổi chiều. Sau thời gian thì các bạn chú ý là chúng ta phải thêm chữ thứ e vào. Ohu e. Chingu chính là N2 trong cấu trúc của cô ạ. N2 tân ngữ. Và manada thì chúng ta phải chia là manayo. Chingu bạn. Manayo gặp. Hoa gặp bạn vào buổi chiều. Được chưa? Một ví dụ khác nữa. Thuân xí는 두 시에 텔레비전을 봐요. Thuân xí는 anh Tuấn 봐요 xem television TV vào lúc 2 giờ. Được chưa? Đó, các bạn chú ý. Thêm một ví dụ nữa nhé. Học생은 한국어를 공부해요. Học sinh chủ thể học sinh. Công vụ hè học tân ngữ Hàn Quốc tiếng Hàn, học sinh học tiếng Hàn, được chưa ạ? Đó, vậy là các bạn thấy rằng nội dung ngữ pháp của bài học số 8 rất là gì, thú vị. Sau khi các bạn học các cái trợ từ đó thì các bạn đã có thể nói được là gì, ai đó làm gì vào thời gian nào rồi, đúng không ạ? Vậy thì cô rất mong là các bạn sẽ áp dụng được những cái phần này vào phần hội thoại, hiểu hội thoại và làm các phần bài tập. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài học hôm nay. Và sao ta? Phần tiếp theo, các bạn hãy rửa phần hội thoại của bài số 8 ra. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cách dịch cũng như là nội dung của bài hội thoại số 8. Thuân xi, chí cưng, mố huệ. Anh Tuấn, bây giờ anh làm gì? Thuân xi, chí cưng, mố huệ. Television을 봐요. Xem TV. Tôi xem TV. Các bạn chú ý trong câu này. Thường thường từ tôi trong tiếng Hàn là 저는, đúng không ạ? Thế nhưng mà người Hàn Quốc khi giao tiếp hai người với nhau, chủ thể thường được phép lược bỏ. Cho nên mặc dù câu này chỉ có xem TV, nhưng chúng ta vẫn hiểu là tôi xem TV. 수루시는 뭐예요? 수루, thế còn bạn làm gì? 수루시는 뭐해요? 저는 지금 요리해요. Tôi bây giờ nấu ăn. 저는 지금 요리해요. Dạ. Các bạn sang phần tiếp theo, chúng ta sang hội thoại số 2 của bài số 8. Ở phần hội thoại số 2 thì đã xuất hiện về giờ rồi. Các bạn hãy áp dụng những cái đã học. Chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung của bài. 지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ? 지금 몇 시예요? 11시예요. Là 11 giờ. 11시예요. 몇 시에 점심을 먹어요? Vậy bạn ăn trưa vào lúc mấy giờ? 몇 시에. Từ e đây là trợ từ thời gian. Các bạn chú ý. Bạn ăn trưa vào lúc mấy giờ? 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. Tôi ăn trưa vào lúc 12 giờ 30. Ở đây các bạn có thể đọc tắt là 12시 반에 먹어요. Chưa? Đó là toàn bộ nội dung của phần bài học số 8. Thì các bạn cố gắng về chúng ta nghe bật đĩa và nghe lại để cho cái nội dung của bài học mình tiếp thu được tốt hơn. Chúc các bạn học tốt. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài học hôm nay. Samita.